tại bờm đẹp á ha. Này nó hơi hơi lạnh lạnh chứ không sao. Hơi lạnh tại vì ngoài biển mà. Ừ, chiếc tàu lâu mới thấy chiếc tàu có cái bờm. Trong này chỗ này chui ao parking. Ở cái này đậu phi bí đờ nè. Mình có hay cáp mà nó không có chỗ hay cáp đậu. Cái này biển gì? Này nó trung tâm của Senegal luôn nha. Như là vậy. Không cái tên dụng qua ông đánh là khu này. Seaport hả? Chút nó muốn anh về anh thấy coi cho biết. Cái khách sạn vô để không biết. Khách sạn ở dưới cao ha. Ừ. Đi tàu chắc tàu này nó cho mướn chạy ra ngoài biển á. Chắc vậy. Này luôn đường chiều quá đó. Maybe. Này cá không có chỗ đậu luôn phải không? Tàu đó chắc ta mướn đi chơi. Trong này có chỗ đậu chứ, chỉ có mấy chỗ vậy thôi. Có kiếm thấy mồ. Hơn lắm mới có người đi ra. Mẹ ở đây có chỗ đậu, thằng nào chơi nó dành. Cây gì đẹp quá ha, bự không? Mà không biết cây gì nữa. Nó tự nhiên nó trụi, nó vậy. Chỉ vậy thôi, mấy chỗ đậu xe thôi, sao kiếm được. Mấy cái đó chỗ bỏ tiền con. Ừ, không có chỗ đậu. Ừ. Ủa, cái gì là cái bà đó nãy có ra, biết gì mình đậu mình đợi rồi. Ờ chứ. Cũng như sợ. Tại vì anh hấp tấp chạy. Nãy thấy ghe xe. Ngu quá, biết gì hỏi bà rồi. Khó chạy lắm. Thôi mà chỗ này đi bộ nó cũng xa. Xuống chuyên coi cái đậu xe. Cái chỗ nãy là perfect đó. Chạy ra biển đi ra đó muốn đi ngoài lại ơi kiếm người nhưng ra có, nhưng có thằng nó đậu rồi. Ừ? Có thằng nó nhá rồi ở đâu nó chạy tới nó lời á. Cái nhà hàng nó đẹp hen tại mình nó mới ăn no rồi đi theo mấy người này cũng không có người ra. Đầu tiên á nha. Hình như nó bự cao lắm á trơn, nó cưa ngọn á trơn, nó cưa bằng tháng luôn. Cái gốc cây nó ngộ, nó cưa. Nó lồi gốc lên luôn. Mà trơn nó cưa ngọn này mà nó không cưa ngọn nó sẽ cao lắm á. Wow, nó có cái bông gì đó đỏ. Nó có bông đỏ đỏ á trơn. Cái này mà nó đâu trơn để bản. Chắc chiếc xe này chỗ chi độ chiếc xe. Parking, no parking. Nó để no rồi. Mà chỗ đó là có một cái chỗ bỏ tiền đó. Mà đó, tại vì lý do là dành, nó để cái bảng. Nó dành cái bảng rồi. Cây này nó sẽ có cái bông màu đỏ đẹp lắm. Mà tại vì cái nó bự lên cái nó cưa. Nó tự nhiên nó chùm trái chùm chôm vậy. Ngộ thiệt. Đúng rồi, cái này cũng ngoài. Ủa cái đó cái cầu đi qua bên kia kìa.